Hoa hậu Ngọc Châu chính thức tới Miss Universe lần thứ 71, tiết lộ mới về váy dạ hội. Hoa hậu Ngọc Châu đã tới địa điểm tổ chức Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ, lần thứ 71, chính thức nhận sass và đã có những bức ảnh đầu tiên chụp cùng các thí sinh năm nay. Người đẹp cũng tiết lộ váy dạ hội bán kết của mình có màu sắc đặc biệt và thiết kế cho đêm chung kết được lấy cảm hứng từ giấc mơ Hoàn Vũ. Hoa hậu Ngọc Châu đã có mặt tại địa điểm diễn ra Miss Universe, Hoa hậu Hoàn Vũ, lần thứ 71 năm nay. Nàng hậu check-in tại khách sạn mình ở trong trang phục màu đỏ, tiết lộ bạn cùng phòng là đại diện đến từ Nhật Bản. Người đẹp đã chính thức nhận sass và ngay lập tức tham gia vào buổi chụp hình chính thức đầu tiên từ nhà tài trợ của cuộc thi. Trong bữa tối đầu tiên, Hoa hậu Ngọc Châu cũng đã có bức ảnh chụp chung cùng các đại diện khác. Nàng hậu khoe nhan sắc xinh đẹp bên cạnh dàn thí sinh. Tiết lộ về hai bộ trang phục dạ hội sẽ được trình diễn trong đêm bán kết và chung kết, Hoa hậu Ngọc Châu cho biết bộ váy đêm bán kết mang tông màu rất đặc biệt và được lấy cảm hứng từ một biểu tượng phù hợp với Lotus Walk của người đẹp. Thiết kế dạ hội đêm chung kết được lấy cảm hứng từ giấc mơ của Ngọc Châu. Bên cạnh việc ôn luyện kỹ năng ứng xử hai buổi hàng ngày, Hoa hậu Ngọc Châu còn tranh thủ thời gian mỗi tối để tập catwalk. Cô đi chân đất tập luyện trên hành lang nhỏ lúc 12 giờ đêm vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Cuộc thi Miss Universe lần này có 85 thí sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới ghi danh. Miss Universe lần thứ 71 dự kiến tổ chức từ ngày 4 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1 năm 2023 tại New Orleans, Mỹ. Cuộc thi chỉ diễn ra trong 10 ngày nhưng vẫn hứa hẹn sẽ có đầy đủ các phần thi phụ như mọi năm.